Người thanh niên này bị thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ xử phạt 7,5 triệu đồng. Đối tượng đã làm giả công văn của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ với nội dung tiếp tục cho học sinh, sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Sở Thông tin Truyền thông cũng như phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh thành có liên quan và Công an thành phố Cần Thơ, đặc biệt là với phòng PA03 cũng đã thực hiện giải quyết và xử lý đối với 8 trường hợp đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng Facebook liên quan tới cái dịch cúm COVID-19. Theo Công an thành phố Cần Thơ, các trường hợp tung tin giả phần lớn đều vì mục đích câu like, muốn nhiều người chú ý đến tài khoản của mình. Số khác muốn tăng lượt tương tác để bán hàng online. Hầu hết là các cái trường hợp này đều chỉ có cái suy nghĩ là muốn là cái tài khoản của mình được nhiều người chia sẻ, câu view để thông qua đó thì bán hàng online. Việc đưa tin đồn thất thiệt trong lúc dịch bệnh diễn biến phức tạp đã gây hoang mang dư luận. Theo các luật sư, hành vi này có thể bị xử phạt hình sự từ 3 đến 7 năm tù. Người nào đăng tin loan truyền sai sự thật, ảnh hưởng đến lợi ích vật chất, lợi ích xã hội thì có thể bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10 đến 20 triệu đồng. Tin giả ăn theo dịch COVID-19 gây ra những hậu quả khó lường. Bên cạnh sự quyết tâm của ngành chức năng, người sử dụng mạng xã hội cũng cần có trách nhiệm khi đăng tải, chia sẻ bất kỳ thông tin nào đó.